Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn hai cái kèo thơm nhất trong cuối năm 2021. Thứ nhất là kèo về đồng token MU token token nhé. Thứ hai là kèo về đồng MUT swap. Thì hiện tại trước mình đã làm video về đồng MUT swap rồi. Thì các vòng ra bán của nó đã giảm giá khuyến mại đấy. Thì đã qua 3 vòng và đã vòng 4 sắp kết thúc nha. Thì các bạn nào chưa tham gia thì cố gắng nhanh chân tham gia, dù ít hay nhiều nhé, các bạn cố gắng tham gia. Còn hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái kèo cũng rất là ngon, có thể ích 100.000 lần trong tương lai về đồng token đội của đội bóng đá MU nhé. Thì một số thông tin về cái đồng token này thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả của video. Cụ thể thì là cái lộ trình của đồng token này cuối năm 2021 thì bắt đầu là giao website và cái ra bán giảm giá và khuyến mại và đưa cho staking và farm nha. Đến quý 1 năm 2022 thì bắt đầu là list sàn MXC và một số nó sàn này nhỏ. Quý 3 năm 2022 thì bắt đầu đã được list lên sàn MXC và Binance nha, theo đúng cái lệ trình của nó. Rồi thì một số thông tin về cái đồng token này, cái tổng cung phát hành là 1.000 tỷ và đã có 81.477 tài khoản holder, đã phát sinh 127.067 lượt giao dịch nha. Rồi và đã được giao dịch trên sàn Pooncoin với mức giá là 3 số 0, 3 số 0 tới số 4 hiện tại nhé. Và trên sàn Chalkboy Valen cũng 3 tới 3, 3 số 0 tới số 41 này. Hiện tại giá giao bán thì là 4 số 0 mới tới số 1. 4 số 0 mới tới số 1. Đấy. Còn trên sàn kia đã giao dịch 3 số 0 tới số 3 tới số 0 tới số 4, có nghĩa là đã ích lên 41 lần nhé. Thì các bạn có nhanh chân thì cố gắng mua để sau khi hết thời gian giảm giá khuyến mại vào 3 vòng này, tức là sau ngày mùng 2 tháng 2 các bạn có thể giao dịch và xả nhé. Rồi đây tiết tư của họ đây, chuyên về bóng đá đây, một số thông tin thì các bạn có thể vào đây để tham khảo thêm. Cái mình rất tin tưởng với cái đồng token này bởi cái lượng holder của nó cũng khá là nhiều nhé, tương ứng với lại đồng token MUT swap thì là đó. Đây cái Telegram của họ đấy nhá, hơn 200.000 member theo dõi. Các bạn có thể vào, mình để phần link ở dưới phần dưới mô tả của video, các bạn có thể vào nghiên cứu thêm nhé. Rồi các bạn cố gắng hai kèo này là múc MUFC và múc swap nha, là cơ hội đổi đời tốt nhất cho các bạn trong dẫn cuối là sang năm thôi. Thì sau đây mình sẽ mua mua vừa rồi mình đã làm một cái video và mua thử 0,2 BLB, 0,2 BLB thì đã được hơn 10 triệu đồng, 10 triệu hơn 7 hơn 10 triệu 700 đồng token múc nhá. Sau đây mình sẽ mua một một BLB nữa cho các bạn xem nhé. Test cho các bạn, đầu tiên thì các bạn vào web và các bạn kết nối với ví nhé. Ở đây mình đã kết nối rồi nên là mình sẽ quay lại mình kết nối này. Bước đầu tiên các bạn kết nối với ví chút hoặc có ví MetaMask hoặc các bạn bạn này. Rồi sau đó các bạn vào cái có số BLB trên ví của các bạn thì các bạn nhấp vào mắc này. Ở đây mình sẽ mua mua một BLB rồi, ngay vòng đầu tiên. Rồi mình sẽ nhấp vào đây buy MUFC nha. Rồi phí gas là 0,00015 BLB. Nhấp xác nhận giúp mình nhá. Rồi bởi rồi mình đã có 10.746.158 BLB. Đây là số mình đã mua trước là 0,2. Rồi mình đã mua được thêm là thành đi 64 triệu
64 triệu 176 ngàn đồng MUFC nha. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Các bạn có ít thì tham gia ít, có nhiều thì tham gia ra nhiều vào hai cái kèo này. Mình sẽ để ở link ở dưới mô tả của video nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.